Xin chào tất cả anh em, chào mừng anh em đến với trang Chiến Bùi. Ở hôm nay thì em đến giao lưu với anh em một cặp Dupont rất là hay, một cặp Dupont Fullbook. Chiếc đầu tiên đó là một chiếc Orion. Chiếc này thì Fullbook, cái hộp ngoài của nó đây. Đây là hộp ngoài của nó. Dáng này là dáng gắt bay, tiếng nổ rất là hay. Em còn nhớ trước này em có một lần bán với giá là 15 triệu thì trước này em hôm nay em bán với giá là 9 triệu. Lý do tại sao là như thế thì nó có một vài cái điểm cấn ở đây. Đầu tiên là điểm cấn ở đây, tuy nhiên cái góc của nó là góc chéo rất là mờ. Đây, điểm thứ hai là hơi mòn nhẹ ở đầu này. Còn về cơ bản thì trong hình thức của nó thì cái phần anh em có thể nhìn thấy là trên cái phần vỏ của nó, cái sơn mài nó còn rất là mới. Đây có chữ D, Dupont. Đây là một trong những cái dáng Orion mà em có thể nhìn thấy là cái này nó là những cái lấm tấm vàng đấy, anh em có thể nhìn thấy là giống như kiểu kim sa bột vàng ở trên này. Đây là một phiên bản cũng khá là hiếm trong cái dòng về Dupont. Đây là dáng gắt bay, tiếng nổ khá là hay, một điều khá là hiếm ở trong các cái dòng đối với lại các cái dòng về Dupont thì các dòng về line 2 hai lỗ cao đấy thì cái tiếng của nó sẽ kêu nó đánh hơn so với tiếng. Tuy nhiên thì cái con gắt bay này nổ khá hay, khá là vang. Cái giá cả thì nó cũng rất là hợp lý so với lại cái hình thức của nó rồi. Có một điểm khuyết là như mình đã nói là cái điểm ở đây và nhẹ ở đây. Còn trên cái hình thức của nó thì là cái phần này nó khá là mới, cái sơn đặc biệt là anh em chơi thì rất thích cái phần sơn mài rất là mới và bóng. Cái này thì nó còn rất là mới và bóng và không bị xước gì nhiều, nó lăm tăm lông mèo nhẹ không đáng kể. Tuy nhiên trong cái tình trạng như thế này có thể nói là nó rất là đẹp rồi. Một sản phẩm khá là hay, nổ rất hay. Ở trước này thì nó trong cái tình trạng là full book. Đây là cái hộp nó đó. Tiếp theo đó là chiếc thứ hai, một chiếc Picasso. Chiếc này thì cũng full book luôn, rất là đẹp. Chiếc này cũng là một cặp một chiếc gắt bay luôn. Chiếc gắt bay này em bán với lại giá là 8 triệu rưỡi. Một chiếc vàng hồng Picasso, cái màu của nó rất là tươi. Ở đây là cái sổ của nó đây. Cả hai chiếc ở trong cái tình trạng nó rất là đẹp. Đấy, cái con gắt bay này thì hoàn toàn không có tiếng, chỉ bực thôi. Con gắt bay lần trước thì tiếng khá là hay. Tuy nhiên thì con này thì trong cái tình trạng của nó thì nó đẹp hơn. Cái màu của nó khá là tươi. Đối với các dòng Picasso thì nó ăn nhau ở cái màu như này. Anh em có thể nhìn thấy cái màu nó rất là tươi và đẹp. Có lẽ ánh sáng ở ngoài thì anh em sẽ nhìn nó hay hơn. Picasso là một họa sĩ và các cái sản phẩm của họ thì như anh em thấy ở đây nó tạo lên các hình dáng của Picasso thì những cái nét vẽ như thế này nó hoàn toàn không hề giống nhau. Rất là nhiều sản phẩm về Picasso nhưng mà cái họa tiết trên này hoàn toàn không giống nhau. Đặc biệt chiếc này là chiếc vàng hồng, chiếc này bán giá 8 triệu rưỡi. Đó, chúng ta có thể so sánh với chiếc gắt bay này. Nổ khá là đanh. Tại sao là gắt bay? Gắt bay thì cái thân của nó ngắn hơn so với lại Line 2. Đó, và nó là hai lỗ. Và đối với các sản phẩm với hai lỗ thì nó thường xuyên là có các sản phẩm fake, cho nên là anh em chơi phải lưu ý. Đây là màu vàng vàng, đây là màu vàng hồng. Anh em có thể nhìn thấy hai cái màu, màu hồng nó trầm hơn, màu vàng nó nổi hơn. Cái màu Orion này nó rất là đẹp. Đây là màu Picasso, là như anh em mà thích cái màu nó trầm một chút. Còn màu này thì trông nó nổi hơn, khoe hơn, và nổ đanh hơn. Mọi thứ nó có vẻ nó khoe hơn so với chiếc Picasso. Xin cảm ơn anh em.